Còn tại Tiền Giang, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Chợ Gạo vừa khởi tố bắt tạm giam 2 nam thanh niên để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Đáng nói, cả hai đối tượng này vừa ra tù không bao lâu lại ngựa quen đường cũ. Hai đối tượng gồm Quỳnh Hữu Hiệp, 26 tuổi, trú huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre và Lê Quốc Cường, 20 tuổi, trú huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Theo điều tra, vào khoảng 16 giờ ngày 23 tháng 4, Cường điều khiển xe mô tô chở Hiệp đi tìm người sơ hở tài sản để cướp giật. Khi đến một tiệm tạp hóa thuộc huyện Chợ Gạo, Cường phát hiện một phụ nữ đang dừng xe máy để mua hàng. Trên xe có một ba lô. Cường kêu Hiệp giật lấy. Sau đó kiểm tra bên trong ba lô có một điện thoại di động dài 900.000 đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân. Cường và Hiệp đem bán điện thoại được 250.000 đồng rồi chia nhau chơi game, mua ma túy sử dụng. Qua điều tra, lực lượng công an đã bắt hai đối tượng. Tại cơ quan điều tra, Cường và Hiệp khai nhận trước đó một ngày cũng đã thực hiện một vụ cướp điện thoại của người đi đường trên địa bàn huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.